Đó, anh cứ nguyện nóng lên rồi. Ủa, nãy Mày mà giờ vô trong phòng kìa, không cấm cụm trong phòng mà còn nguyên cái khu này là của mình hết trơn rồi. Trời ơi là trời. thì anh kia của người ta. Nãy giờ chứ không có chìa khóa, chứ quạo anh. Từ từ tới tới từ từ vô. Ôi trời ơi, má ơi. Làm giống mẹ mày quen rồi hả? Không tự nhiên không bà mướn mã mồ gì nữa. Trời ơi là trời. Trời nó bị biển người ta xuống đây người ta tắm đây nè mẹ. Sát biển luôn á, đi vài bước. Mình mày tắm rồi, ngày tắm rồi. Trời ơi, mắc cỡ nha. Alo. Ủa mốt ta mướn ta lựa mã đâu nhiều á, sẵn chuồng đó luôn. chết quá trời luôn. Mắc quá. Ờ, cái đảo nó làm như thế này, cái là thấp, cái đảo nó làm như là cái ở ngoài tàu vậy, tàu cũng lên đảo lên trên lên đầu, ôi ôi trời, một người nóng rẻ lắm hả, ôi cái xe phòng kìa 500.000 kìa mày vô coi, nó có cụm mà toilet công cộng kìa, tụng má mày ngồi để ý kiến cái cò. Nó bên kia một phòng 500 anh. Ờ Nó một dãy là hai phòng rồi, giống như mỗi người ở một bên. Còn này là nguyên một khu luôn. nguyên cái này là nó chỉ có một cái phòng này còn là một cái villa thôi đó, còn mấy À. cái kia là cái phòng 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 của người ta kìa. Ồ, đẹp lắm nha cả nhà. Đây có chèo súp nữa. Cây dắt nữa. Trời ơi, cái nước biển nó trong cả nhà. Thấy cát trắng luôn á. Chắc nó chửi chắc na cúi đầu nữa quá. Đây tối ra mấy giờ mới nghỉ rồi. Không biết không? Tối vô phòng mình thả ra chứ nghỉ thì vô gì chứ, đâu kéo lại vô cổng đi toilet đi, đi đi chứ, để vô dẹp sao trời trời ơi, cái ba lô cứ nhắc hoài luôn, đi thôi ở đây không ai lấy đâu, đi lại vô mới thôi có khỏi tắm mắc bỏ đi. ông hùng hả Nè, vậy trời ơi, cái ba lô giống như chất ba chứa lô vàng anh ở có trọng giấy vì tờ sao á, nãy giờ đi cứ đu đu cái ba lô hoài. đâu Rồi có vô ba dẫn đi lô chất vô toilet giùm nha chú Nhiêm. làm gì mà chứa vàng luôn đó. Ừ, nãy giờ cứ chú ý cái ba lô liên tục. Ồ, giờ bắt đầu vô xem từng phòng quay cho mọi người xem nha. Đó, phòng này phòng của anh Cứ Nguyện. Mấy, đây được mấy phòng anh Cứ Nguyện? Hai phòng à, Hai phòng. anh nói thêm nó kêu mình thêm luôn cái phòng kia mà mình không có sử dụng đâu, ông nhiều cho ông nhiều với bà Sơn nói đồ của đó, còn mốt đó mình để cho đây. À. Chỗ này chứ với anh Cứ Nguyện ngủ chung nha. Đó. Ồ, phòng rất là đẹp đẽ nha, phòng ốc sạch sẽ đàng hoàng nha. Thấy chị đây cũng nhiều, Gì? cho ba người đó bảnh đi. Gì? Em kêu chú nhiều đây nè. Được không? Không nhiều, không nhiều, không nhiều. Tóc đâu mà sưng cái này được. Ôi, bị ghê quá. Sao vậy? Ôi, đủ đó, tối tụi mình định. Nguyện, nguyện quá trời luôn. Ở trong đây có toilet nha cả nhà, trời ơi. Không, toilet này toilet cây. Đó. Đó mấy phòng toilet nha cả nhà. Đó giờ dứt đi cẩm nha. Đi vô cẩn thận nghe chứ. Đi lên đây nè, quẹo trái rồi tới nè. Đó, hôm nay chứ không biết làm gì ăn nhầm nữa, ai nhập nó trời chứ rất là nóng Nhắn lần què thì mặt nói với mày ra đầu tính. tụi má ghét rồi đó Đó nè, mấy con lét nè, đi vô đi chứ. là biết ra trên mạng Gì vậy? Đó nè, mấy phòng đó đi chứ. làm cái ghẻ hả có lét trong nhà má Đi cầu đúng không? ăn tắm cái đó cái gì Thì vô đây cắm nè, đó bên đây nè, bên đây nè. Bên đây, ồ bên nào nhỉ, có cái giò sen là mình cắm giò sen cũng được. Phòng nào cũng có cái lavabo đó. Vô một bực. nè đi ra Nè, ở đây cũng có cái lavabo nè. tại nó
Rồi chức đi cắm nha cả nhà. Đó, view cực kỳ đẹp luôn, giờ đồ ăn cũng tới luôn cả nhà ơi. Rồi rồi. Đó, chú Nguyễn anh đang cái này là cái gì anh? Trời ơi, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Đó. 2 kg á. Thử ngon ngon. Ừ, đó anh cái Nguyễn. Ủa giờ mình còn món nào nữa anh? Cá mú. Cá mú với xào lông hả? Xào lông. Ừ, 3 món hả anh? Rồi 3 món đủ rồi chứ. Chứ mình ăn mua nhiều ăn đâu có hết đâu. Chiều mình đi về mình kêu mọi khác. Ừ, nói chung đây cái resort này là đầy đủ đồ luôn nha. Có muỗng đũa rồi bếp nướng rồi muốn làm đồ ăn nó làm thôi nha. Có tủ lạnh, tivi rồi có một cái chỗ bàn khách nữa để mình ngồi mình nói chuyện một cái bàn. Ok. Nhà cũng ngồi nhà cắm thì 4-5 cái luôn, rất là nhiều luôn. Đó, có này là có này sân ngủ với gì chứ hay sao? Ngủ nhanh nhiều bé. Bún được gựa ngủ bên đi cho gì vậy? À là anh Vĩnh với chú Nhiều ngủ đây hả? À, thì ý là một phòng có ba người gặp, còn cứ Nguyễn với anh cứ Nguyễn với chị Sơn. Ông không ngủ với ông Thành nhà bà Sơn thì thôi thì bốn đứa mình vô một phòng. Cho con bụi chất qua bên kia đi thì nó làm mẹ nữa. Ai? À. Cái vỏ này của gì Sơn hả? Ngoài cái bóp này ngoài. Ờ Sơn dẹp đi mất công. Trời ơi trời, tự nhiên đi thay bộ đồ đó đi ra vậy mẹ, đi thay bộ đồ biển này chuẩn bị đi làm cano rồi kìa má. Bây giờ mặc đồ này luôn đi thay cái gì Sơn? Mặc đồ này luôn rồi lát cắm biển thay đồ cắm biển luôn thì như thay đồ. Nè bây giờ thì Sơn mặc đồ. Trời ơi. Mặc đồ lửng thôi. Không những đây gió nó mát ghê anh. Ờ. Trời ơi. Gió luôn luôn. Đi đụng má đi nắng chang chang luôn mà đụng má đi kiếm hầm mà nó về nó còn chửi nữa. Này đẹp mà. Rồi tới luôn rồi đẹp ơi. Ủa căn này hơi nhiêu anh? Ở đây có hầm hả anh vậy? Vâng. Trời ơi, ổng ba bà không có biết, ba bà xe nó ôm, anh ôi mà gì. Ở đây bắt đâu có chữ wifi đâu, gì đâu đúng không? Trời ơi, giờ đang tính đi xe ngoài. Em ra phụ đi. Đá giờ để đâu cơ? Đá để đâu cái nhiều? Ginh vô luôn nha. Ở đây đây. Ở để vô cái khăn. Ở cứ cự nhiều phần té. Ở giờ để đá vô. Được rồi, đấy. Đó, chú Nhiều sắp xếp đá ngày trước là cắm xong nha cả nhà. Từ đây chạy ra chỗ đi để lên cano mà. Sao không chị? Xe hơn chỗ cảng hả? Xe hơn chỗ cảng này. Chị cũng chỗ nhà nó. Xe hơn nửa đoạn đường á. Xe hơn nửa đoạn đường á, trời ơi. Ngọt đứng đây view quá đẹp luôn. Vĩnh đang tính tiền với chị này bán đá với mua bia với mua đá giùm nha. Còn bên hông này là những ngôi resort phòng nha cả nhà. Đó, mọi người nhìn hấp dẫn không? Quá đẹp luôn, quá tuyệt vời luôn. Đó là như một giải gì là được 2 phòng. Còn cái Nguyễn Anh thuê nguyên cái này luôn. Nó dài cái đằng sau luôn cả nhà. Ở đây có giọng có xích đu nữa.
cái dốc à. Ủa đây là đẹp nhất của cái đảo Nam Du không chị? Đúng rồi. Đây là đẹp nhất đó. Đẹp nhất luôn. Phòng đất rồi. Ừ. 5 triệu mấy. Gì? Chủ nhật lên 6 triệu 8. Chủ nhật thứ 7. Vô hè lên nữa. Ờ, vô hè lên nữa. Có 44 vô hè lên nữa. Có, căn này là hơi 5 triệu mấy nha cả nhà. Ờ, đi cano xong chiều nay về đây cắm biển được. Kìa bạn đó, nó kìa tối mình bắt ra mình đó mình nhậu ngoài đó, nó kìa biển kêu kìa. Đó đúng rồi, có cái bàn nha, tối nay ra đó nhậu vô. Mày hả? Ê, lại lên trên đó mấy cái ly luôn, mấy cái giường. Rồi hỏi nó, cái bát cái file xong nó hỏi xong mà nó chuyện xuống đây không được. Ý là hỏi nó dưới đây có bát nào nữa không chứ giờ. Nè bác ơi, cho chắc đem thôi. Nó vô nó nói em nó mướn cái villa gì mà thấy ghê vậy á. Sao mướn ngay chỗ mồ, chỗ mã nó để chôn nó luôn. Trời ơi, tao nói chờ, tao nói là đã tao xuống biển, tao nói là đi kiếm cái villa đẹp để tao biết, tao để tao quay view cho mày lên cái villa. Chứ tao đâu có mướn villa sòn đâu mà mày vô mày chửi, mày rủa, mày nó đi đường dốc, đường đèo, nó đi dốc, đụng quá đảo mà nó không chịu đi dốc. Nó đòi đi đường bằng. Ủa, chị này cũng bỏ cái. Đó, cái gì đang áo vàng đó, trời ơi. Ăn chưa, ăn ghẹ này chứ. Rồi. Ôi chực đèn nóng nha cả nhà. Anh mua cái dạng bự cho em á. Ừ. Giống như nón đi biển á chị. Nón lưỡi chai đồ á. Trời ơi làm ăn gì. Bộ cho em 6 cái đi. Ừ, rồi vô rồi đó. Cái nó mà có tia này vậy. Ừ, cho nó dặn bự bự cho nó mát. Mua băng vệ sinh cho tôi với. Trời ơi. Tại con nhỏ tưởng thiệt. Mua hai cái băng vệ sinh nè. Tối nịch hai vô.